PSG muốn giữ chân Messi. PSG lên kế hoạch gia hạn với siêu sao Lionel Messi trước khi hợp đồng của giữa đôi bên kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Le Parisien tiết lộ PSG đề nghị bản hợp đồng một năm với siêu sao người Argentina, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa nếu đôi bên đạt thỏa thuận. Tờ báo nước Pháp cho biết PSG luôn có thiện chí muốn Messi ở lại đội bóng và sẵn sàng trao quyền quyết định tương lai cho cầu thủ này. Hiện tại, hợp đồng của Messi với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023. Luis Campos, cố vấn thể thao của PSG, được cho là người nỗ lực giữ chân Messi ở lại đội bóng thủ đô Paris. Hôm 17 tháng 9, cựu giám đốc thể thao của Monaco nói, tôi hỏi Messi rằng anh ấy có muốn ở lại không? Sau đó, tôi nói với Leo rằng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại câu lạc bộ thêm 3 năm. Trong khi đó, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cũng hài lòng với việc sở hữu Messi trong đội hình. Doanh nhân 48 tuổi người Qatar đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tài năng của Messi. Theo Le Parisien, Messi nhận 41 triệu euro mỗi mùa tại Pháp, một phần trong đó được chi trả thông qua hình thức tiền điện tử. Hợp đồng cũng bao gồm phần thưởng cho lòng trung thành. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý là M10 không nhận được tiền lót tay sau khi gia nhập PSG dưới dạng tự do trong hè 2021. Doanh thu từ các hợp đồng tài trợ, bán vé hay kinh doanh áo đấu của PSG tăng lên khoảng 30-40% nhờ Messi. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội chủ sân Parc des Princes vượt qua mốc doanh thu 700 triệu euro năm ở mùa giải 2021-22. Ưu tiên hiện tại của Messi là tập trung cho World Cup 2022. Tiền đạo người Argentina từ chối nói về chuyện tương lai và chỉ ra quyết định khi giải đấu tại Qatar khép lại. Siêu sao của PSG có màn chạy đà tốt ở đầu mùa 2022-23. Messi ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo ở Ligue 1. Tại Champions League, tiền đạo 35 tuổi có thêm 2 pha lập công và 1 kiến tạo.